Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Kakoski Ninja 6/10/2022 với game màu sắc mới chuẩn bị về Việt Nam. Kakoski đang chuẩn bị ra mắt 6 cái mẫu xe mới vào ngày 5/10/2021 và 3 mẫu nữa trong cái sự kiện Esma Show diễn ra vào cuối năm 2021. Và ở nhiều clip trước, chúng tôi đã phân tích các dòng xe mới sẽ sớm được hiệu trong thời gian sắp tới và có thể bao gồm luôn cái mẫu là Ninja 6/10/2022. Tuy nhiên, một cái cuộc kiểm tra gần đây trên nhiều cái trang web chính thức của nhà Kakoski ở Hoa Kỳ cũng đã tiết lộ rằng cái mẫu Ninja 6/10/2022 chỉ được cập nhật gam màu sắc mới trong cái năm mới. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì Ninja 6/10/2022 là một phiên bản nâng cấp mới từ năm 2019. Tương tự như cái chiếc ZX Sapphire, bổ sung thêm cái màn hình hiển thị dạng TFT với khả năng kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Radiology của Kakoski. Tuy nhiên, cái phần động cơ và tính năng con xe thì vẫn được giữ nguyên từ cái phiên bản nâng cấp năm 2017. Trên thực tế thị trường thì Ninja 6/10/2022 có thể sẽ được phần đép quế hơn so với các khẩu hiện nay. Về mặt thông số kỹ thuật của cái mẫu Kakoski Ninja 6/10/2022, em ấy sẽ tiếp tục tận dụng cho mình thiết lập từ phiên bản năm 2017 đến 2019. Cụ thể sẽ đi kèm với một cái động cơ là 2 xanh 649cc, DOC 8 van làm mát bằng chất lỏng. Công suất cực đại 670 lực, tại ngưỡng vòng tua 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 63.7 Nm, tại ngưỡng vòng tua 6.700 vòng trên phút. Đi cùng với trọng lượng 191kg. Đối với các bản cập nhật trong cái năm 2022, chỉ có hai gam màu mới được bổ sung thêm, là một phiên bản đặc biệt nữa. Bao gồm cái gam màu mới sẽ là gam màu trắng xám, Berbatis White Matrix Carbon Gray, và gam màu xám nhám Mesh Reference Steel Gray. Một cái phiên bản đặc biệt sẽ là cái dòng lạch KT Edition đi kèm với một cái bộ công cụ hỗ trợ từ đội KTM ở cái mùa giải Squad SPK 2021 hiện đang thi đấu. Kakoski Ninja 6/10/2022 sẽ có sẵn hai phiên bản tiêu chuẩn là không có phanh ABS, rơi vào khoảng là 7.700 USD, tương đương gần là 175 triệu Việt Nam đồng, và phiên bản có cái phanh ABS bắt hồng chúc 8.100 USD, tương đương là 185 triệu Việt Nam đồng. Đối với cái phiên bản đặc biệt KT Edition 2022 không có phanh ABS, rơi vào khoảng là 7.900 USD, tương đương là 180 triệu đồng, và phiên bản có phanh ABS sẽ mắc hơn 8.300 USD, tương đương khoảng là 188 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like và subscribe.